toàn thể quý khán giả, Thanh Thảo đang hiện diện ngay trong khuôn viên của quảng trường trước mặt của US Navy Memorial and Heritage Center, nơi đây đối diện với Bộ Văn khố Hoa Kỳ. Và đằng sau lưng Thanh Thảo là bức tượng đồng người thủy thủ đơn độc đầu tiên được đặt trên đất Mỹ, ngay giữa lòng của thủ đô Hoa Kỳ Washington DC. Quảng trường này sẽ là nơi, một chốc nữa đây sẽ là nơi tổ chức lễ thăng chức của tân Phó Đại đốc Hải quân Nguyễn Tử Huấn. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo tìm hiểu về phóng sự đặc biệt này. Trưa ngày 10 tháng 10 năm 2019, hàng trăm quan khách đã lần lượt tề tựu về quảng trường US Navy Memorial and Heritage Center, tọa lạc tại số 701 đường Pennsylvania giữa lòng thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, để tham dự một buổi lễ mang ý nghĩa lịch sử đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Đó là lễ thăng cấp của vị tướng Hải quân Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt đầu tiên, Phó Đại đốc Nguyễn Tử Huấn. Quảng trường US Navy Memorial đối diện với Bộ Văn khố Hoa Kỳ, nơi lưu giữ những tài liệu lịch sử của chính quyền Liên bang Mỹ, có thể được kể là một địa điểm lý tưởng để tổ chức một buổi lễ của quân đội Hoa Kỳ. Quảng trường này cũng là nơi bức tượng người thủy thủ đơn độc Lone Sailor đầu tiên được đặt trên đất Mỹ, một biểu tượng hùng hồn của những công dân toàn cầu, Global Citizen, sẵn sàng phục vụ nước Mỹ bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, như tinh thần của các binh sĩ Hải quân Hoa Kỳ mà tân Phó Đại đốc Nguyễn Tử Huấn đã ngưỡng mộ từ thời mới đặt chân đến đảo Guam khi còn là một thiếu niên Việt Nam tị nạn 44 năm về trước. Có lẽ chỉ có đất nước Mỹ mới có những cơ hội thăng tiến vượt bậc dành cho những người hoạt động hăng say, tinh thần cương nghị với những nỗ lực phi thường trong nhiều năm liên tục. Bởi vì kể từ hôm nay, ông Nguyễn Tử Huấn đã đạt được ước mơ thời niên thiếu của mình và trở thành một vị tướng lãnh mới của binh chủng Hải quân Hoa Kỳ. Phó Đại đốc hiện nay đang làm việc cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Hoa Kỳ, Naval Sea System Command, hay NAVC. Nhiệm vụ của ông là tham mưu phó Bộ Tư lệnh NAVC, đặc trách an ninh mạng. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2019, ông Nguyễn Tử Huấn được Tổng thống Donald Trump đề nghị thăng cấp Phó Đại đốc và đã được Ủy ban Quân sự Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận vào ngày 27 tháng 6. Với xác suất chỉ có dưới 1% đại tá hải quân được thăng cấp tướng, đây là một thành tích to lớn đối với tất cả những người chọn ngành hải quân và còn đáng ghi nhận hơn nữa đối với một người Mỹ gốc Việt. Trong lúc quan khách còn chào hỏi nhau, tay bắt mặt mừng, thì phần chuẩn bị quân cách cho buổi lễ ngoài trời để diễn ra chu đáo và nhanh chóng. Đoàn binh sĩ mang quân kỳ và súng được chuyên viên hướng dẫn phải bước đi ra sao, đến vị trí nào thì ngừng lại, vân vân. Họ chăm chú lắng nghe, vì chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ phải thực hành những điều vừa được hướng dẫn. Việc phân công từ nơi đứng của người hát quốc ca Hoa Kỳ trong buổi lễ, nữ ca sĩ nhạc bán cổ điển và là phóng viên Vietfest TV Tony Thanh Thảo Nguyễn, cho đến dấu hiệu nào của đoàn quân kỳ thì chuẩn bị hát cũng đã được giao phó một cách rõ rệt và gọn gàng. Trong số quan khách, ngoài vợ con và thân nhân, thượng cấp, đồng đội và thuộc cấp của tân Phó Đại đốc Nguyễn Tử Huấn, còn có những người bạn từ nhiều nơi về dự lễ, đặc biệt là sự hiện diện của hai vị tướng lục quân Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt, Thiếu tướng Lương Xuân Việt và tướng vệ binh quốc gia Châu Flora Lập Thế. Sau phần chào mừng quan khách của đại tá hải quân về hưu Charles Reynolds, người điều khiển chương trình, đại tá hải quân Richard Sussman đã giới thiệu nghi thức quân cách dành cho các tướng lãnh hải quân khi họ bước vào quảng trường giữa thảm đỏ và tiến đến hàng ghế danh dự. Tiếng quân nhạc trỗi lên chào đón vị phó đô đốc hải quân Thomas J. Moore, người chủ tọa buổi lễ thăng cấp hôm nay. Ông là vị tướng 3 sao trong binh chủng hải quân và là thượng cấp của tân Phó Đại đốc Nguyễn Tử Huấn. Theo lời người điều khiển chương trình, đoàn quân kỳ nhịp nhàng bước vào quảng trường và đứng vào tư thế. Bài quốc ca Hoa Kỳ, US National Anthem, đã được Tony Thanh Thảo Nguyễn trình bày ngay sau đó. Proudly we hailed of the twilight's light.
phần phát biểu của mình. Sau khi chào quan khách và trước khi đọc diễn văn, vị chủ tọa buổi lễ, Phó Đô đốc Thomas J. Moore đã xin một tràng pháo tay nữa cho bài quốc ca Hoa Kỳ. Phần nghi thức trao bằng tưởng lục và huân chương cho tướng Hải quân 1 sao Nguyễn Tử Huấn đã được long trọng cử hành ngay sau đó. The President of the United States takes pleasure in presenting the Legion of Merit to Captain Juan Nguyen, United States Navy, for service as set forth in the following citation. For exceptionally meritorious conduct as Deputy Chief Information Officer from August 2017 to October 2019, Captain Nguyen's dynamic leadership, judgment, and execution of duties were responsible for achieving the highest standards of professionalism, dedication, and resourcefulness. Ladies and gentlemen, please be seated. Kế đến Phó Đô đốc Moore, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Hoa Kỳ, Naval Sea Systems Command hoặc là NAVSEA đã phát biểu. So in a couple minutes here, we're gonna promote Juan to one star, and it's a pretty significant accomplishment. It's a significant accomplishment in anybody's career. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng. Tuy điều này quan trọng đối với mọi người trong quân ngũ, nhưng lại càng quan trọng hơn vì đây là vị tướng Hải quân Hoa Kỳ đầu tiên sinh tại Việt Nam. Nữ phó đề đốc về hưu Alma Gorky đã ngỏ lời chào mừng tân phó đề đốc Nguyễn Tử Huấn. Và đại tá Hải quân về hưu David Harrison cũng đã có phần phát biểu của mình để mừng ngày một cựu đồng đội và thuộc cấp được lên hàm tướng lãnh. Trong phần phát biểu của mình, tân phó đề đốc Nguyễn Tử Huấn đã ngỏ lời cảm ơn tất cả những thân nhân, bạn hữu và hội đoàn mà ông là thành viên và trừ mến gọi là một đại gia đình. Ông cảm ơn nước Mỹ. Cảm ơn tất cả những người đã từng phục vụ trên các chiến trường trong quá khứ và hiện tại. Ông cũng xúc động nhắn gửi lời cảm tạ đến cha mẹ đã quá cố của mình trên thiên đàng. Và nói ông mong rằng ông đang mang niềm tự hào đến cho họ. Ông hứa rằng sẽ tiếp tục sống một cuộc sống mà ông, bà thân sinh đã truyền lại bằng sự hy sinh của họ. Một cuộc sống trong danh dự, can đảm và chính trực, và sẽ làm rạng rỡ di sản của họ qua các cháu. Cử tọa đã có nhiều người rơi lệ, những người biết rõ hoàn cảnh của ông. Một thiếu niên mới 9 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ trong biến cố Tết Mậu Thân 1968, khi cả gia đình ông bị Việt Cộng thảm sát. Ông là người con duy nhất sống sót trong biến cố đó và đã được nuôi dưỡng bởi gia đình người chú thím cũng là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Could not have been done it without your help. It is an honor to stand up here today, and it only reaffirms my belief that I serve the greatest nation on earth. Where else could a political refugee like me with a bleak future, as I was 44 years ago? Trước khi buổi lễ kết thúc, nữ quân nhân ban nhạc Hải quân Hoa Kỳ, Dali Kursa, đã trình bày nhạc phẩm America the Beautiful. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the fruited plain. America, God shed his grace on thee.
Buổi lễ bế mạc bằng nghi thức cầu nguyện của Đại tá Hải quân về hưu Charles Reynolds. Heavenly Father, we thank you for your blessings on our great nation. We are each entrusted with the task of peacemaking. Please guide us to appreciate the freedoms which have been tested many times. To you, who alone commands the stormy wind and lifts up the waves of the sea, we pray for safe passage and navigation, and resolve to accept new challenges that only you know lie ahead. In your faithful name. Đang theo dõi phần phóng sự đặc biệt về lễ thăng cấp của tân phó đại đốc hải quân Nguyễn Tử Huấn. Và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thêm những phần nói chuyện của và cảm nghĩ của những quan khách về đây tham dự buổi lễ đặc biệt này. Trung sĩ nhất Càn Nguyễn thuộc binh chủng thủy quân lục chiến cho biết cảm tưởng: "Tôi rất vui được về thăm thủ đô Hoa Kỳ và còn vui hơn nữa khi được chứng kiến lễ thăng cấp của một vị phó đại đốc người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong hải quân Hoa Kỳ. Là một quân nhân trẻ, tôi vinh dự được nhìn thấy những vị đàn anh đi trước là những tấm gương sáng bằng người thật và đạt được những thành quả thật mà một ngày nào đó tôi mong ước mình cũng sẽ đạt được." Nữ tài tử điện ảnh Kiều Trinh cũng đã về tham dự buổi lễ đặc biệt này. Bà cho biết rất xúc động nhìn thấy người hát quốc ca Mỹ trong buổi lễ lịch sử này là một người Việt Nam mặc tà áo dài Việt Nam giữa lòng thủ đô Hoa Kỳ. Bà nói: "Dạ, hôm nay cũng như là mấy trăm đồng hương của mình tới đây để chứng kiến cái phút danh dự của Phó Đại đốc Nguyễn Tử Huấn, người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt đầu tiên lên chức Phó Đại đốc trong Hải quân. Đây là một cái niềm vinh hạnh vô cùng, rất là cảm động trong buổi lễ. Thì thứ nhất là cũng nhìn thấy Thanh Thảo mà với một cái tà áo dài đứng hát bài quốc ca Mỹ trong một cái công viên ngay tại đây, nó cho tôi nhiều cái cảm xúc vinh hạnh lắm. Nhìn thấy không những là có mình có ba vị tướng ở đây, ông Lương Xuân Việt, ông Châu Lập Thể, rồi thì bây giờ là Đề đốc Huấn, và nhìn thấy các bao nhiêu các vị trẻ hơn nữa, các trung tá, đại tá, thiếu tá, thì kể cả các em binh nhì mới nhập ngũ này này kia đó, thấy cảm động lắm. Thấy một cái thế hệ mới mà cái thế hệ của chúng tôi gần như là rơi rụng gần hết rồi. Bây giờ nhìn thấy cái thế hệ mới, thấy như là một cái niềm hãnh diện, thấy có một cái hy vọng ở tương lai, thưa Thanh Thảo." Dạ. Người phụ tá phần nghi thức khai mạc và bế mạc buổi lễ, cựu đại tá hải quân về hưu Charles Reynolds đã cho biết cảm tưởng của ông. Who is a gentleman that I've actually served with for 30 years. And he has been a man who has such strong commitment, such strong dedication to this country. Một điều tôi muốn nói về Phó Đại đốc Hải quân Huấn Nguyễn, một người tôi đã từng phục vụ trong quân ngũ trong 30 năm, đó là ông có một cam kết bền chặt với đất nước Hoa Kỳ và có chí hướng. Một người tuyệt vời. Khi đã làm việc cùng với một người trong thời gian dài như vậy, tôi không còn nghĩ đến việc ông ấy là một người Mỹ gốc Việt nữa, mà là một người anh em, một đồng đội, một người tôi rất hân hạnh được biết và giữ tình bạn gắn bó cùng cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau mỗi khi cần. Of his caliber, from any background, it is great to have him. And to have him from the Vietnamese community, I'm so proud of that. Thưa quý vị, hôm ngày lễ đặc biệt này chắc chắn là có sự quy tụ của rất nhiều người Mỹ gốc Việt hoặc là người Mỹ thuộc các binh chủng khác nhau và các cấp bậc khác nhau. Chúng tôi may mắn tìm được cô Mimi Phan là một đại tá và cô sẽ giới thiệu với chúng ta ngành của cô cũng như là cảm nghĩ của cô khi tham dự buổi lễ này. Xin chào đại tá Mimi Phan. Chào chị Thani, em là Mimi Phan thuộc binh chủng gọi là đoàn ý nhiệm y tế cộng đồng.
thì tụi em cũng có vinh dự là về đây giữ cái thăng chức của đại đốc huấn Từ Nguyễn. Thì cái người này mình đã đợi rất lâu rồi, thì finally anh lên được, thì có nhiều người cũng chút nước mắt rơi vì rất là cảm động những cái effort, những cái struggle, những cái hardship mà anh phải đi qua để đến tới ngày hôm nay. Thì đây là một cái vinh hạnh cho không phải chỉ có gia đình anh nhưng mà cũng cộng đồng Việt Nam mình nói chung. Thì Mimi rất là vui, rất là vui. Cảm ơn chị. Khi mà chị Mimi đi vào trong quân đội để phục vụ, chắc chắn là tinh thần phục vụ là trên hết. Nhưng mà cái gương của tân đề đốc, phó đề đốc Nguyễn Tử Huấn có khiến cho chị cảm thấy được tăng thêm cái gọi là cái sự thúc giục để phục vụ nhiều hơn nữa, và hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ được thăng chức hay không? Definitely chị, là tại vì những người mà gần với anh Huấn biết cái cách anh, cái lối anh làm việc. Thứ nhất là anh rất thân tình với những người lính đồng hành chung với anh và sẽ không bao giờ bỏ một người nào rơi behind. Không những vậy, anh có thể anh sacrifice cho anh cho đồng đội của mình, thì cái đó là một trong những cái character mình look up to. Mình không biết là mình có làm được như trọn vẹn như anh hay không, nhưng đó là một cái gương cho mình soi sáng để cho mình đi. Còn cũng rất mong là mình có cơ hội, nhưng mà để coi. Rất là cảm ơn đại tá. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, Thanh Thảo cũng được gặp một vị tướng lãnh trong lục quân Hoa Kỳ, đó là Army, đó là tướng Châu Lập Thế Flora. Ông đến đây để dự giây phút cảm động mà chúng ta vừa chứng kiến, và Thanh Thảo có xin được một chút cảm nghĩ của ông. Xin kính chào tướng và xin anh cho khán giả Quý Việt Face TV được biết là cấp bậc của anh. Tên là Lập Thế Châu Flora, là lục quân của tiểu bang Virginia. Cũng như là gọi là Virginia Army National Guard. Xin anh cho biết là khi mà anh nghe tin là trong Hải quân sẽ có một vị tướng sắp sửa được phong chức thì anh nghĩ thế nào? Nghe được cái tin lần đầu tiên thì Lập Thế rất là mừng. Rất là mừng mà cũng rất là hãnh diện. Tại vì cộng đồng mình là có người đầu tiên làm tướng ở Hải quân, cho nên rất là mừng. Hôm nay đến đây được chứng kiến cái ngày history, đó là very exciting. Cũng là cái ngày mà mình nói là rất inspirational, a day mình tức là anh Huấn cái cũng như là cái history của ảnh mà been through extremely difficult time mà còn có được cái ngày hôm nay là rất là hiếm có. Cho nên là người cộng đồng người Việt Nam của mình là rất là hãnh diện. Có một người tướng như vậy. Rồi là một cái người đã là tướng yourself. Anh nghĩ về giới trẻ sau này, các anh có cách nào hay là có cảm thấy là mình sẽ là cái gương để cho các em trong giới trẻ cũng muốn tham gia quân đội và cũng muốn trở thành một vị lãnh đạo như các anh hay không? Làm quân đội ở Mỹ thì theo Lập Thế nghĩ là rất là tốt, cái tương lai rất là sáng, cho nên cái cơ hội rất là nhiều. Cho nên nếu mà ai mà muốn vào trong quân đội thì sẽ nên đi. Tại vì cái freedom của mình là mình có trải qua cái thời gian mà mình mất cái freedom, cho nên cái freedom của mình là phải constantly being protected. Defend and preserve. Nếu mà mình không có làm thì ai làm? Cái cho nên thì Lập Thế cũng như là encourage all the younger generation to think about public service, think about youth để protect and defend our country, because it can go away anytime. Because we do have. Sadly, in today's society, we do have a lot of bad actors out there that constantly threaten us. So we need all the help we can get. So. Và dĩ nhiên trong một buổi tiệc và lễ đặc biệt như thế này, chắc chắn sẽ có rất là nhiều tướng lãnh hoặc là các sĩ quan hải quân, không quân, lục quân về đây tham dự. Thanh Thảo lại may mắn tìm được một người trung tá
về ngành lục quân, đó là anh Jackie Lee, và anh sẽ cho chúng ta biết cảm tưởng của anh. Trước khi mà Thanh Thảo nhờ anh cho biết cảm tưởng, xin anh cho biết tên của anh cũng như là cái lục quân nhưng mà là cái chức vụ gì khác nữa. Tôi là trung tá lục quân Jackie Lee, và ngành của tôi gọi là, tiếng Anh thì gọi là Foreign Area Officer. Thì Foreign Area Officer đó thì là cũng như tương đương với bên ngoại giao, nhưng mà đặc biệt là về bên quân sự. Thì hôm nay thì rất là may mắn được có mặt ở đây và có thể tham gia cái lễ thăng cấp của anh Huấn. Thì là người Việt Nam, là người Mỹ gốc Việt đó, thì tôi cảm thấy đây là một sự việc mà rất là hãnh diện. Và có mặt được chia sẻ cái niềm vui đó. Anh có thể cho khán giả của Vietfest TV được biết là một người trẻ tuổi thấy cái việc anh làm, họ cảm thấy họ muốn bắt chước, thì họ sẽ phải làm cái gì trước khi để chuyển được sang được làm ngành ngoại giao trong quân đội? Chuyện đó thì cũng đơn giản thôi. Thứ nhất thì cũng phải nhập vào quân đội. Giả sử tôi thì bên lục quân, thì tôi tham gia trong lục quân thì lúc khoảng 8-9 năm. Thì có thể mình có thể chuyển nghề, tức là chuyển theo một cái nghề mà không phải là ở trong quân đội bình thường, mà mình có thể làm ở đại sứ quán ở Mỹ nước ngoài và đóng góp về bên quân sự. Buổi lễ thăng cấp của Phó Đề đốc Nguyễn Tử Huấn được tổ chức ngay tại quảng trường US Navy Memorial là do sự chấp thuận của vị chủ tịch kiêm CEO của Trung tâm Bảo tồn Di sản Hải quân Hoa Kỳ, Frank Thorpe. Ông là một Phó Đề đốc Hải quân đã về hưu. Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình lúc hay tin tân Phó Đề đốc Huấn Nguyễn sẽ trở thành người đồng cấp, ông Frank Thorpe đã nói: "That Captain Nguyễn had been selected for admiral, it warmed my heart. When I met Juan back in 2016, he immediately impressed me as the person." Khi biết tin đại tá Hải quân Huấn được thăng cấp tướng, tôi cảm thấy ấm lòng. Lúc tôi gặp ông Huấn vào năm 2016, tôi đã cảm nhận ngay rằng ông ấy là một người có cá tính với danh dự, kiên cường và là một người có đủ những đức tính để trở thành một vị lãnh đạo trong Hải quân Hoa Kỳ. Sau khi biết rõ thêm về cộng đồng người Mỹ gốc Việt từ miền Nam Việt Nam, tôi cảm thấy mừng vì cuộc đời của ông Huấn gắn bó với cộng đồng này, và ông đã vươn mình từ những nấc thang dưới đi lên để rồi trở thành một vị tướng lãnh. Ông là người xứng đáng nhất. Khi quyết định tổ chức lễ thăng cấp cho tướng Huấn ngay tại địa điểm này, nơi ông là CEO và President, và với quá trình cùng xây dựng tượng đài Lone Sailor tại Guam, ông có thấy việc này khiến cho tình bạn giữa hai người bền chặt hơn không? Does it bring any special ring to your achievement, I would say? Yes, so I spent many, many days together with Admiral Nguyễn as we did the statue in Guam. Tôi đã làm việc nhiều ngày với Phó Đề đốc Nguyễn trong thời gian thực hiện dự án Lone Sailor on Guam. Vì thế, khi ông ấy cho biết muốn tổ chức lễ thăng cấp tại nơi này, bên cạnh bức tượng thủy thủ đơn độc ngoài quảng trường US Navy Memorial tại Washington, tôi cảm thấy rất hãnh diện. Và đây là nơi lý tưởng để tổ chức lễ này, bởi vì tất cả mọi thứ tượng trưng cho Hải quân Hoa Kỳ, Phó Đề đốc Huấn cũng là biểu tượng. Tôi đã hỏi câu này vài lần hôm nay, đó là ông nghĩ giới trẻ có nên chọn theo quân ngũ, ngành hải quân hay không? I think going into the Navy is a personal choice. It was a great choice for me. It was a great choice for Admiral Nguyễn. Tôi nghĩ gia nhập Hải quân Hoa Kỳ là một chọn lựa của từng cá nhân. Đó là một sự chọn lựa tuyệt vời đối với tôi, đối với Phó Đề đốc Huấn và đối với mọi người. Đây là một cơ hội để bạn có thể đạt được những mục tiêu nào bạn đặt ra. Một trong những điều tuyệt vời về nước Mỹ là bạn có thể nhắm một mục tiêu nào đó. Và nếu chấp nhận làm việc hăng say với lòng trung kiên và ý chí bền bỉ, thì bạn có thể đạt được mục tiêu đó. Đó chính là định nghĩa của Hải quân Hoa Kỳ, nơi tạo cơ hội cho mọi người để trở thành người hướng dẫn những người khác trong Hải quân. Và ông Frank Thorpe đã nói tiếp để kết thúc buổi nói chuyện. And I have to say, your singing of the national anthem today was beautiful, wonderful, one of the most beautiful renditions I have ever heard. Thank you. Kính thưa quý vị, quan khách về tham dự lễ thăng cấp của tân Phó Đề đốc Hải quân Nguyễn Tử Huấn đã được mời đến dự một buổi tiệc trưa ngay trong US Navy Memorial and Heritage Center. Và mọi người đều hân hoan cho rằng đây là một niềm hãnh diện chung cho người Mỹ gốc Việt cũng như người Việt khắp nơi.
Thanh Thảo tường trình từ Washington DC, Vietfest TV.